Các bạn My muốn tìm cái này hôm nay có rồi nè. Các bạn có cần không? Trứng cút nha. Chào các bạn, mình là My. Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn ơi, hôm nay My đang ở Costco của Garnro nha các bạn. Cho các bạn xem một vòng hôm nay, coi có gì on sale giảm giá cho vui nha các bạn. My đến cái chỗ laptop á, thì có cái laptop này 17.3 inch nè. Cái loại này là đang giảm giá mà cho gaming laptop, nhưng là cho các em mà chơi game đồ hoặc là những người nào cần memory nhiều là loại này rất là tốt, mạnh nè các bạn. Mà nó có luôn 6GB memory graphics card, là cái loại này là có luôn cái giống như là rất là mạnh để cho mình chơi game được đó các bạn. Giảm được 350 đồng, còn 1299. Các bạn có cần thì mình đến sớm nha, tại vì cái này nó hết ngày 9 tháng 4 là hết hạn giảm giá rồi nha. Bên đây là cái speaker nè các bạn, thùng loa nè. Thùng loa bự quá chừng, 199 đồng. 650 watt nha. Còn loại bên đây á, là thùng loa hơi nhỏ hơn, 99 đồng. Các bạn có cần không? Lysol này clean đang giảm giá nữa nè các bạn. 380 miếng để lau, để diệt khuẩn đồ rất là tốt nè. Đang giảm được 3 đồng các bạn, còn 10 đồng 99 nha. Mỗi một hộp là được 95 cái mà 4 hộp ở trong đây. Cái giá này hôm nay còn có 14 đồng 97 nha các bạn. Cho cái gắn lông mi giả nè. Các bạn có cần không? Cái hiệu Lily Lashes. Vừa rồi mình thấy là cái giá hình như là 19 đồng hay là hai mấy đồng vậy đó, mà bữa nay còn có 14 đồng 97 à. Có ngôi sao ở trên á là hết hàng, là người ta không có đem về nữa, cho nên các bạn có thích thì mình mua nha. Bạn có thích bánh ngọt không? Dễ thương quá chừng luôn nè. Mấy cái mousse cake hôm nay giảm được 3 đồng nha các bạn, còn 13 đồng 99 nha. Các em chắc mê cái này lắm luôn á. Cái loại bên này cũng giảm giá luôn đó các bạn. Cũng giảm được 3 đồng luôn nha. 16 đồng 99 giảm 3 đồng luôn. Rồi, bạn nào thích bánh ngọt thì mình vô rinh vài khay về ăn. Hôm nay tôm cũng giảm giá nữa các bạn. Đến ngày 9 tháng 4 là hết hạn giảm giá nha, giảm được 4 đồng. Một dĩ tôm nè, 25 đồng mấy, thì giảm được 4 đồng, thì còn khoảng 21 đồng ha. Wow, các bạn ơi, trứng cút nè. Costco có bán trứng cút rồi, 8 đồng 99 cho 36 trứng nha. Các bạn có thích không? Trứng gà không có thì mình mua trứng cút ăn đỡ. Người ta để ở trong cái quầy đối diện với chuối nha các bạn. Trong tủ lạnh á, ở phía trước của chỗ mà gà nướng á các bạn. Để nhiều khi mình tìm không gặp á, tại vì nhiều khi mỗi cái Costco là nó để cũng chỗ khác nhau hết trơn à. Tháng 6 ngày 2 mới hết hạn của cái trứng này, cũng còn lâu ha. Giảm được 3 đồng, còn 6 đồng 99 mới cho các bạn xem cái này. Đây là cua giả, nhưng mà cái này các bạn đừng có nghĩ cua giả là mình ăn chay được nha. Tại cái này là làm từ cá đó, chứ không phải là làm bằng cua, nhưng mà có thịt động vật nha. Được 4 phát ở trong đây, 8 gram đạm. Mình đi qua bên đây mình lấy trái cây. My đang tìm bơ.
cam, quýt gì có đủ hết trơn luôn các bạn ơi. Đây nè, bơ. Ở nhà con My nó thích ăn bơ, ông xã cũng thích ăn bơ nữa. Cái này lớn quá ha, trái lớn, lớn nè. 5 đồng 69 cho 6 trái. Sáu trái này cũng lớn lắm nè. Các bạn ơi, cái chậu này hôm nay được giảm giá nè. 14.5 inch cho 3 chậu. Loại này là loại nhẹ đó các bạn. Cái này về mua trồng ớt, trồng cà được nè. Giảm 4 đồng 50 sen. Còn 16 đồng 99 tới ngày 9 tháng 4 là hết hạn giảm giá nha các bạn. Các chậu bên đây thì không có giảm giá nè. Đất hôm nay, loại mà trồng ở dưới đất đó, các bạn cũng không có giảm giá nữa nha. Trở lại giá cũ 9 đồng. Báo cho các bạn, các cô chú biết nha. Loại này 50 khoát là khoảng 2 cubic feet. Dây này 100 feet đang giảm giá nè. Các bạn có cần không? Giảm được 5 đồng còn 22 đồng 99. Đến ngày 9 tháng 4 là hết hạn giảm giá nha. Những cái này là đợt giảm giá không có báo trước các bạn. Cái này bự quá, đẹp quá hả? Bằng đồng nè, 64 đồng 99. Cho mình đựng mấy cống nước, mình để vô đây cho nó gọn ha. Táo này hôm nay được giảm giá nè các bạn. Giảm được 2 đồng, còn 3 đồng 69. Táo NV đến ngày 9 tháng 4 là hết hạn giảm giá cho táo này nha các bạn. Một hộp 4 phao. Cái nước uống này là nước uống mà cho cô chú nào cử đường nè, không có đường cộng vô, nước có ga. Trong đây là có cái đường giả các bạn. Còn 12 đồng 49. 22 lon ở trong đây, có 4 mùi vị trái cây. Mùi xoài, mùi blackberry, với quýt, với apple, táo. Ở bên đây giấy đang giảm giá luôn các bạn, với chiều mũi nha. Giảm được 5 đồng, còn 14 đồng 69. Hôm nay cái dĩa này cũng đang giảm giá nè các bạn. Dĩa nhựa. Loại này cũng cứng cáp. Mình ăn rồi có thể mình rửa, mình xài lại cũng được nữa. Giảm 3 đồng, còn 9 đồng 89 nha. Tới ngày 9 tháng 4 luôn á. Có bạn nhờ My coi giùm, coi có gạo hơ mai ở trong đây không? Thì mình không thấy nha các bạn. Gạo hơ mai ở Costco Business mới có các bạn ơi. Gạo mà elephant, con dôi á, cũng ngon lắm các bạn. Mà ở đây hôm nay cũng không có luôn nha. Ở đây người ta đang cho thử chanh dây khô nè các bạn. 9 đồng 99. Thank you. Chanh dây khô passion fruit. My ăn thử các bạn, cái mùi chanh dây cũng thơm. Trong đây không có chua nha. Trong đây có ngào đường cho nên cái vị nó ngọt. Chua rất là nhẹ luôn, giống như khóm mà mình làm mứt vậy đó các bạn. Nhẹ lắm. Cái này để mình ăn uống trà được, tại cái vị nó cũng hơi ngọt đó. Mà ăn nó dẻo dẻo cũng được lắm các bạn. 16 gram đường trong đây nè. Mình ăn với cái vị ngọt để uống trà, uống cà phê. Các bạn sợ chua thì cái này không có chua nha. Cái này là thuộc về mứt chanh dây rồi. Vị ngọt. Sản phẩm của Thái Lan nha các bạn. 9 đồng 99. Các bạn chưa có ăn thử thì mình thử coi làm sao các bạn có thích không nha. Ở bên đây có xoài. Mà nhiều bạn nói với My là xoài này ăn cũng ngon lắm. Chili mango 8 đồng 49. Xoài với ớt. Ở bên này đang có gừng nữa nè. Gừng cục cục. Ngào với đường 8 đồng 99. Sản phẩm của Thái Lan nha các bạn. Các bạn có muốn thử cái này không? 5 đồng 97. Cho 8 hộp trong đây nè. Trái cây. Bên đây khóm. Còn ở bên đây là ổi. Mỗi cái 4 hộp. Apple sauce này ăn tốt nè các bạn. Nếu mà ai thích. Giảm được 5 đồng, còn 11 đồng 49 tới ngày 9 tháng 4 à.
hết hạn giảm giá rồi. Loại này táo mà làm nhuyễn ra đó, được organic luôn nha. 24 bịch ở trong đây nè. Garlic bread, bánh mì tỏi, 7 đồng 49 các bạn. Cái loại này các bạn có thử chưa? My chưa có thử loại này. Mình thích cái loại mà ở trong ngăn đá đó các bạn, rất là thơm mà có bơ nhiều. Còn loại này thì không biết làm sao. Organic luôn nè. Mini Thor này, loại berries đang giảm giá nè các bạn. 2 đồng 50 sen. Ớt còn 8 đồng 99 nha. Tới ngày 8 tháng 4 là hết hạn giảm giá. Hôm nay phần đông là nhiều cái hàng giảm giá bất ngờ rất là nhiều luôn các bạn. Không có báo trước cho nên mình vô đây mình mới thấy được. Loại cái jam này cũng hôm nay giảm được nhiều nè các bạn. Vừa rồi hình như mình nhớ khoảng 10 đồng. Bữa nay còn có 5 đồng 97 à. Cái loại này là của Nhật luôn các bạn. Cái jam này mình trét lên bánh mì ăn á thì cũng được. Trong đây nó có đậu đỏ. Nó cũng hơi ngọt nha. Nó giống như jam mà loại strawberry rồi vậy đó. Nhưng mà loại này là đậu đỏ. Ăn cũng được nhưng mà trét ít thôi chứ nhiều ngọt lắm. Thank you. Đây là garlic sốt 9 đồng 49. Đây là tỏi này nè. Ở trong đây là người ta để những cái rau củ xào á, mà loại trong frozen. Garlic sốt, trong đây có parsley luôn, có rau cần luôn các bạn. Cái mùi nó cũng thơm. Lori's garlic salt. Người ta chỉ để bột tỏi này với rau củ xào lên thôi. Mà mình thấy thử cũng được. Cái loại rau củ này vừa rồi My mua về ăn thì nếu mà không có để tỏi thì nó nghe mùi khói nhiều. Mà giờ mình để tỏi vô thì thấy nó thơm hơn. Các bạn Classic Multi này, này mới cho các bạn xem coi các bạn có cần thì mình mua nha. 14 đồng 99. Mình xem cái review á, thì có nhiều người thì cũng thích, có nhiều người nói không thích cái này á các bạn. Được 50 cái bịch ở trong đây nè, 50 lần uống ở trong đây nè. Mình bỏ ở trong nước nóng, bỏ cái bịch này vô nè. Rồi cái mình muốn đá thì mình để đá vô cho nó lạnh ha. 6 đồng 99. Ồ, tàu hũ. Thank you. Tàu hũ trộn với salad. Cái loại dressing này các bạn để vô ăn rất là ngon. Người ta được trộn salad với tàu hũ. Tàu hũ tươi vậy thôi à. Tàu hũ loại trong hộp bình thường á mà ăn thấy ngon. Đây là nước sốt mè nướng nha. Mì mê cái ăn cái gì cũng có cái này hết á. 7 đồng 99 nha. Mình để vài cục crouton này vô nữa thì ăn nó cũng ngon. Nó giòn giòn nè. 7 đồng 29. Hôm nay ở đây có cái jalapeno chiên lên nè các bạn. Ớt này cay mà làm chip á thì có nhiều bạn nhiều khi kiếm không có. Bên này ở đây mình thấy có nha. 6 đồng 99. Cái chip này loại ăn để ăn burger rồi mình để lên cũng ngon. Nó cay cay tại là ớt á, ớt mẻ á. Nó giòn nó thơm. Ăn cũng mê lắm. Mình ăn mình cũng khoái mà nó cũng nóng lắm nha. Cái này mình thấy đang giảm giá cho các bạn xem luôn. 2 đồng 50 sen giảm còn 7 đồng 49 nha. Giá đúng của nó là 9 đồng 99 cho cái hột bí nè, với cranberry, với hột hướng dương. Để mình ăn không cũng được, hoặc là các bạn bỏ lên salad rồi mình ăn cũng được. Cái này cũng dễ ăn. Hôm nay thì mình mua được giảm giá. Giảm tới ngày 9 tháng 4 là hết hạn giảm giá nha. Hôm nay cái này còn 18 đồng 49 luôn, nhưng mà còn rất là ít. Các bạn có cần thì thử nha. Này là lychee, trái vải boba tea, có trà red oolong luôn. Các bạn có thích không? Loại boba 16 cái nhỏ nhỏ trong đây 18 đồng 49, mà còn ít không có nhiều. Cinnamon roll này đang giảm giá nè các bạn, organic luôn nè. Giảm được 4 đồng còn 10 đồng 49 tới ngày 9 tháng 4 nha.
một khiếp cookie cái loại này giờ hôm nay rẻ quá à các bạn, quá chừng rẻ luôn. Các bạn có thích không? 5 đồng 97. Loại này là người ta bán theo mùa Easter nè, 8 đồng 49, 9 đồng 79, giảm được 3 đồng 20 sen. Các bạn có cần không? Chocolate. Cái loại này là loại cái trứng á, crispy egg. Ai thích chocolate thì cơ hội mình mua rẻ để dành ăn từ từ. Các bạn có cần cái loại rửa tay không? Đang giảm giá nè. Cái loại hand sanitizer đó, 2 đồng có, còn 6 đồng 99. Cho 3 chai luôn nha. Loại này là có nha đam này, vitamin E nữa, hand sanitizer. Hôm nay thì ở đây mình thấy có nhiều thuốc nhưng mà giảm giá thấy ít, cho nên thấy cái nào mà có giảm giá thì mình quay cho các bạn xem thôi ha. Đây có nhiều bạn hỏi My có xài thử cái này chưa. Nhà My có mua xài rồi các bạn. Cái loại này là salon bath nhưng mà không có nóng nha. Các bạn nghĩ salon bath này giống nóng, loại kia là không phải. Cái này là salon bath loại lạnh, nó là gel mình dán vô lưng á, nó làm cho lạnh. Thường là những người mà bị bệnh gao rồi đó các bạn, hoặc là ai mà bị đau nhức, giống như mình lỡ mình đụng gì đó mình bị sưng lên á, thì thường mình dán salon bath loại lạnh vô cái chỗ sưng của mình á thì nó giảm đau hơn. Đó là salon bath loại lạnh, 17 đồng 49 cho 15 miếng ở trong đây. My thì thích loại nóng hơn, là nóng mình dán vô cái mình thấy nó thích, còn cái lạnh thì nó hơi lạnh lạnh vậy thôi, chứ nó cũng mình không biết nó có kết quả không nha. Nhưng mà trong đây thì người ta ghi là giảm đau đó, nhưng mà mình dán lên thì nó cái độ co giãn nó cũng rất là tốt, giãn nhiều hơn là cái loại salon bath thường luôn. Nó ghi ra nè, nó giãn rất là nhiều. Cái này là cho salon bath đỡ lạnh. Vừa rồi có bạn hỏi My cranberry nè, ở trong đây có nha các bạn. Loại mà cranberry mà người ta làm vô viên á, mình uống mỗi ngày một viên nè, 21 đồng 99, 140 viên ở trong đây. Loại này thì hôm nay không có giảm giá. Hair regrow treatment for men, cho các anh thôi à, 49 đồng 99, giúp cho mọc tóc trở lại á. Cái này mình không biết có kết quả, các bạn có xài cái này chưa? Nếu mà ai có xài rồi cho mình biết kết quả với nha, coi cái nó có tốt không, để cho các bạn khác nếu ai mình cần á thì mình xài. Ở trên đây magnesium hũ này được 180 viên, 22 đồng 49. Magnesium này mình cũng thấy rất là cần cho cơ thể của mình ha. Có bạn nói không có tìm được băng cá nhân, băng cá nhân người ta để riêng ngay chỗ gần quầy với mình lấy thuốc á, 14 đồng 99 cho 198 miếng ở trong đây nè, đủ loại băng cá nhân hết trơn luôn. Các bạn có cần khẩu trang cho các em nhỏ không? Khẩu trang đang giảm giá quá chừng luôn, giảm 2 đồng còn 4 đồng 99 cho khẩu trang cho các em nhỏ nè. Bây giờ thì cũng ít ai đeo ha, nếu có ai cần thì mua được giá rẻ nha. Tới ngày 16 tháng 4 mới hết hạn giảm giá, còn khẩu trang bên này thì giảm được 2 đồng 50 sen, còn 7 đồng 49 nè. Mấy cái bình này có đẹp không các bạn? 34 99, 19 đồng 99, thường quá ha. Bình màu tím tròn đẹp, màu tím mới để màu vàng dấu nổi quá chừng luôn á. Có bình màu hồng nữa kìa. Cái bình vuông cũng đẹp. Cái này giống như bông cải kheo nè các bạn, cải kheo màu tím. Các bạn My muốn tìm cái này hôm nay có rồi nè,
18 cái chai, được 30g đạm, 30g protein. Con của My nó muốn uống cái này nè. Mà loại này thì nó rẻ hơn cái loại đợt trước My mua cho các bạn xem, cũng cái hiệu là Fair Life luôn. Nhưng mà cái kia có 10 bottle mà tới 24 đồng mấy. Còn cái này là được 28 đồng 49. Ở trong đây nó có là 2g đường thôi, mà được nhiều cái vitamin với khoáng chất đó các bạn. Được 150 calorie. Các bạn có thử cái này chưa? Con của My thì nó thích cái này. Lấy 2 cái luôn. Nhiều cái này cứ hết hàng hoài các bạn. Nhiều cái Costco không có nữa. Bên đây là hiệu Muscle Milk, 23 đồng 99. 25g protein, được 18 cái chai trong đây. Có chocolate luôn. Cái này hôm nay cũng giảm giá nữa nè. Giảm tới ngày 30 tháng 4 lận các bạn. Giảm được 6 đồng còn 21 đồng 99. Loại này là Plant Protein, 20 cái gam đạm nè. Hiệu là Organ. Các bạn có thích cái này thì mình mua ha. Cái này thì đang giảm giá mà giá nó cũng rẻ. Được 18 hũ ở trong đây nè, mà 21 đồng 99. Plant Based, ăn chay mình uống được cái này, không có sữa mà cũng không có đậu nành luôn. Ở đây cũng còn nhiều cái hiệu khác nữa, các bạn có thích không nè. Cái này cho các em nhỏ nè, 37 đồng 99, 24 pack, 8 ounce. Mỗi một cái mình uống vậy á là được 8g đạm. Loại này cho các em nhỏ nha, organic luôn, 40% là less, ít đường, không có đậu nành, không có GMO, gluten free. Để mình thử cái này coi. Cái này anh đã mua 4 thùng luôn. Cái này là loại protein Premier, 30g đạm luôn nè, 31 đồng 49, 1g đường thôi. Collagen loại bên này hôm nay giảm giá nè các bạn, giảm được 7 đồng còn 27 đồng 99. Tới ngày 30 tháng 4 là hết hạn giảm giá. Ăn chay là mình ăn này không được nha. Collagen này là từ cá nè, Wildcat. Cái loại này mình thấy mới nè các bạn, Macadamia nut nè. Loại này ăn rất là béo mà có mật ong, người ta nướng lên, 13 đồng 99 cho 24 ounce. Cái loại nut này là ở Hawaii á các bạn, được trồng là ở Hawaii á. Trong đây có macadamia nut với đường, mật ong với muối biển thôi à. Được 8g đường khi mà mình ăn 1/4 khắp á, 2g đạm. Đây cũng là một cái loại macadamia nut, mà cái loại này thì người ta không có để mật ong vô. Nếu các bạn các cô chú cử mật ong cử đường thì mình lấy này ha. Cái này là sản phẩm cũng của Mỹ luôn nè, rất là tự nhiên. 18 đồng 99 cho 1.5 pound. Mình thích cái này, chestnut nè, 6 đồng 99. Này là sản phẩm là của Trung Quốc nha các bạn, crunchy snack bars. Cái loại đây low sugar, high protein nè các bạn, ít đường với nhiều đạm nha, organic luôn. 12 bar ở trong đây nè, 11 đồng 99. Như một cái bar là 1 đồng ha. Có hạt hạnh nhân, hạt điều với đậu phộng. Mỗi một cái bar ở trong đây là được 5g đạm, cái peanut là 3g đạm. Mỗi thứ được 4 cái, 3 thứ là 12 cái ở trong đây. Loại này ăn chay được nè nha. Hiệu này mình thấy mới á các bạn, Organic Tossy Crunchy Snack Bars. Ở đây tem của bưu điện cũng có luôn nếu các bạn cần. Mình thấy ở đây không có thì lại cashier mình hỏi người ta cũng có bán nha các bạn. Tem của bưu điện 5 cuốn nè, mỗi cái được 20 cái tem, 62 đồng 75 cent. Nếu mà các bạn có đi ăn những cái nhà hàng á, hoặc là những cái tiệm đồ nào mà có bán gift card ở đây á, thì mình mua nó rẻ hơn là mình đi thẳng trực tiếp. Giống như những cái nhà hàng này nè, mình mua thì cái trị giá nó 100 đồng mà còn có 80 thôi.
hoặc là nhiều khi đang giảm giá thì còn rẻ hơn nữa. Giống như cái nhà hàng này nè, Morton's Steakhouse, thì mình mua ở trong đây được rẻ hơn. Rồi mình đi vô tiệm mình ăn, hoặc là mình tặng bạn bè rồi đó ha, thì nó cũng rẻ hơn là mình đi trực tiếp vô tiệm. Như cái này là 79 đồng 99 cho hai cái gift card, tổng cộng là trong đây là 100 đồng, mà mình trả ở đây thì chỉ có là 79 đồng 99 thôi à. Nhiều cái nhà hàng lắm, giống như những cái chỗ mà bán sea candy á các bạn. Mình vô South Fork Plaza mình mua có cái tiệm sea candy ở trong đó đó, thì cái giá mình mua nó mắc, trong khi mình mua cái gift card này nó rẻ. Để có gì mình vô trong tiệm sea candy mình mua thì được giảm giá. Cái này hai cái gift card mỗi cái 25 đồng là 50 đồng mà mình chỉ trả là 38 đồng 99, à save được 11 đồng ha, giảm được 11 đồng. Sea candy này My cũng mê lắm, ăn béo ngon, chocolate á, rất là béo. Ồ, đặc biệt hôm nay là California Pizza Kitchen nè. Các bạn có thử cái pizza này chưa? Nếu mà mình mua hôm nay là được giảm 10 đồng thêm nữa đó các bạn, thay vì là 79 đồng 99 cho hai cái gift card mỗi cái 50 là 100 ha. Thì giờ còn có 69 đồng 99 à. Như hôm nay là mình giảm được 30 đồng. Cái này hôm nay được quá các bạn, mua về để dành mình mua làm nước mắm á. Mình uống cái này organic coconut water nè, nước dừa tươi, giảm được 3 đồng, còn 6 đồng 99 tới ngày 9 tháng 4 rồi nha. Là hết hạn giảm giá cho một thùng được 12 hũ nước dừa ở trong đây nè, giảm được 3 đồng các bạn. Nước dừa này thì nó hơi lạc nhưng mà để dành lâu thì cũng được, không có tốn tủ lạnh thì cũng ok. Mình lấy một thùng đi ra đường các bạn, mình thay vì mình đem mấy cái nước ngọt đâu ha, thì mình đem cái này tốt hơn. Rồi thôi, My xin dừng ở đây ha. My cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. My chúc cho các bạn luôn vui khỏe và mình đi mua sắm vui vẻ nha. My chào tạm biệt. Bye bye.